Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 10 giờ sáng của ngày 29 tháng 3 năm 2022. Phải nói rằng là rất là vui, bởi vì là tôi chỉ mong muốn rằng là cái gì tốt nhất cho xã hội, tốt nhất cho mọi người thì nên làm. Và đặc biệt là những cái yếu tố liên quan tới, gọi rằng là tới cái gọi rằng là phủ rộng của xã hội, những vấn đề mà xã hội quan tâm, đặc biệt là các nghệ sĩ, vân vân. Có lẽ các nghệ sĩ quá nổi sau khi mà của sự việc của Diêu Phương Hằng, và tôi đã có những cái bài rất nhất quán. Tôi nói thật, nếu các bác nào mà nhìn theo sự việc, không nhìn như là nhìn theo sự việc chứ không thèm nhìn vào con người á, thì các bác thấy rằng là tôi rất nhất quán. Cho nên khi mà ngày hôm qua ở Quốc hội á, thì một đại biểu Quốc hội tên là Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng là cần thu hồi danh hiệu với các nghệ sĩ lệch chuẩn khi mà đang chuẩn bị là bàn thảo cái bộ luật sửa đổi. Có cái điều thế này này, tôi muốn chia sẻ với các bác. Đầu tiên chúng ta hãy qua cái bài báo này đã. Đó, các bác có thể thấy rất rõ là đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thanh Thúy thì cho rằng đã đến lúc thu hồi danh hiệu nhà nước đã phong tặng cho các nghệ sĩ lệch chuẩn, buộc họ phải có trách nhiệm giữ gìn. Và để góp ý xây dựng dự thảo luật thi đua khen thưởng sửa đổi thì chiều 28 tháng 4 vân vân đấy. Thì đại biểu đã nói thế này, điều này ví dụ như là bà Hoàng Thị Thanh Thúy là đại biểu Quốc hội, phó đoàn đại biểu Quốc hội Tây Ninh á, thì nêu thực trạng là thời gian qua một số nghệ sĩ ưu tú thì có những lời nói, hành vi thiếu chuẩn mực, phản cảm, nhất là trên môi trường mạng thì khiến dư luận là rất là bức xúc. Đó, điều này thì kéo đến sự lệch chuẩn trong nhận thức về văn hóa và họ là người được công chúng yêu mến thần tượng và đề nghị thu hồi danh hiệu đối với nhà nước, đối với tổ chức cá nhân không còn xứng đáng vi phạm. Và ngoài ra thì các bác có thể thấy rằng là nhiều đại biểu Quốc hội khác cũng yêu cầu thu hồi về cái vấn đề nội chính, thu hồi những bằng khen, thu hồi những giấy khen phát cho các tập thể cá nhân khi mà những tập thể cá nhân đó có những cái vi phạm, ví dụ như là pháp luật hình sự. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái điều này, xin chia sẻ các bác là như vậy, bởi vì là như thế này, chúng ta nhìn một cái sự việc một cách tổng thể thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong cuộc sống nó luôn luôn nó có mấy cái thứ. Thứ nhất rằng là quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nghĩa rằng là có quá khứ, có hiện tại và có là tương lai, đúng không ạ? Ngày trước anh có quá khứ bê bối, nhưng sau đó anh bắt bắt đầu hướng thiện và anh có những cái điều tốt đẹp, thì trong hiện tại thì người ta vẫn có thể tặng thưởng anh bình thường với những cái hành vi, những cái gì mà anh đã cũ qua rồi thì người ta có thể là không truy cứu nữa. Không phải không truy cứu mà là anh đã bị xử lý rồi thì đó là cái chuyện bình thường. Chúng ta mở cái tấm lòng nhân văn ra để mà yêu cầu nhà thứ như vậy, đúng không ạ? Đó là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy. Và quá khứ tốt đẹp không có nghĩa rằng là hiện tại và tương lai tốt đẹp, đúng không ạ? Các bạn tưởng tượng rằng một nghệ sĩ, bởi vì là ngày xưa họ được có những cái thành tích, cho nên rằng là được những cái giấy khen, những cái danh hiệu, ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân. Nhưng mà hiện tại họ bắt đầu rằng là sa đà theo những cái thứ lệch chuẩn và phát ngôn thiếu chuẩn mực. Họ tự tin, họ ỷ lại rằng là những cái danh hiệu này đã phong là phong suốt đời, cho nên không sợ gì để bị lấy lại. Thế thì tự dưng nó giống như kiểu cái biên chế ngày xưa ấy. Cái biên chế ngày xưa thì người ta vào rồi người ta không sợ bị đuổi việc. Chính vì thế người ta làm ăn rất là vớ vẩn. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là thể hiện một cái tư duy rất mới, đó là tư duy vượt qua cái thời bao cấp ngày xưa. Thời bao cấp ngày xưa các bác có thể thấy rằng là người ta đánh kẻng đấy. Đó. Cái đánh kẻng thì đến mà hết kẻng thì về, rồi là chia đều nhau, rồi là không sợ bị gì cả. Thế cho nên là năng suất lao động nó kém đi. Còn ở đây ấy, khi mà đã trao danh hiệu cho anh rồi thì có nghĩa rằng là trọng trách của anh là phải giữ gìn. Người ta cũng cho anh một cái rằng là tôi trao danh hiệu cho anh vì những cái thành tích của anh. Nhưng nếu như mà lần sau anh không biết giữ và anh đã có những cái gì đấy thì tôi lại thu hồi lại cái việc này. Đó là chuyện hết sức bình thường. À, đúng ạ. Và lúc đó nghệ sĩ sẽ phải giữ gìn những cái lời ăn tiếng nói, giữ gìn những cái hình ảnh và truyền bá những cái thông điệp nhân văn tử tế đến với cộng đồng. Chứ không phải là những cái lời nói như là cô Trang Khàn hay là như anh Đàm Vĩnh Hưng, vân vân. Hoặc là om tiền từ thiện như là anh Hoài Linh. Chúng ta nhìn qua sự việc ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái này là rất đúng. Đó. Nhưng nó cũng nhiều người bảo rằng là không nhờ Siêu Phương Hằng thì còn lâu mới được như thế. Thì tôi xin báo cáo các bác rằng là ngay cả Siêu Phương Hằng cũng phải áp dụng như vậy. Bởi vì có thể không danh hiệu nhưng có bộ quy tắc ứng xử.
Đúng ạ, có cả bộ quét ứng xử cho nghệ sĩ, cả không gian mạng. Và các bác có thể thấy rằng là CEO Phương Hằng để chửi bới tùm lum tùm la vân vân vân. Những cái đó thì có, khi chúng ta nhìn về góc độ chửi bới như vậy thì chúng ta làm được không? Nhiều bác thì vẫn có cái kiểu rằng là đánh bùn sang ao, cái kiểu không nói như vậy thì làm sao mà chính quyền hay mọi người vào cuộc được. Thì xin lỗi với các bác, bây giờ chính quyền vào cuộc đấy, bế Phương Hằng đi rồi. Đúng ạ. Đấy. Thì các bác có thể nhảy như vậy. Trong vấn đề nội chính cũng như thế. Bằng khen, giấy khen nhiều khi báo cáo với các bác đó chính là một cái nó gọi là ví dụ như là một cái gọi là rất gây bức xúc, đặc biệt là với các cựu chiến binh. Có một cựu chiến binh ấy, cũng là một quan chức lãnh đạo ấy, có nói với tôi thế này: mày phải làm nhiều về cái này đi. Nhưng tôi có nói với bác rằng là em không cần thiết phải làm nhiều nữa đâu, bởi vì thế nào trong cái đợt tới mà xin sửa đổi luật thi đua khen thưởng thì người ta cũng sẽ đưa cái này vào, bởi vì họ rất bức xúc. Có những người, các bác tưởng tượng thế này, tôi có nói nhiều lần trên kênh rồi, họ chiến đấu cả một cuộc đời người, qua thậm chí là mấy kỳ chiến tranh, trải qua hàng trăm cái trận đánh, thắng đến hàng trăm trận, thế nhưng họ vẫn chưa được phong cái anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhưng các bác có thể thấy rằng là ví dụ như là anh Nguyễn Đức Chung là một cái người mà cũng là chiến sĩ công an, cũng giỏi, nhưng mà để nói về mà cứu giúp đất nước hay vân vân gì đấy thì làm sao mà so được những cái vị tướng họ đã vào sinh ra tử như thế, mà họ còn chưa được phong anh hùng, và trong khi đó anh này thì được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mà còn rất trẻ, chưa tới 40 tuổi, đúng không ạ? Thế đó là tạo ra một cái sự bức xúc, bởi vì bằng khen, giấy khen và huy chương rồi là anh hùng, những cái danh hiệu đó thứ nhất là làm người ta vinh dự, thứ hai nó cũng có cả những cái phúc lợi kèm theo đó nữa, và cái này nó đi cả cuộc đời, đi theo cả cuộc đời, cho nên họ rất là bức xúc trong việc đấy. Và có nhiều người người ta gọi rằng là chạy thi đua khen thưởng, chạy lấy cái gọi là huân chương nọ huân chương kia để cuối cùng để oai cái điều gì đó, đúng không ạ? Tiền thì chắc là không thiếu rồi, họ cố gắng để lấy được cái này. Tôi nhiều khi cũng không hiểu rằng những con người đó họ cần một cái sự giả danh nào đấy, hoặc là một cái sự gì đấy nó không dựa theo sự thật. Anh mà tốt, anh mà tử tế thì đương nhiên rằng là sự thật của anh xứng đáng được hưởng. Thế nhưng mà anh không được như thế thì anh cố anh hưởng làm cái gì? Cũng giống như một vị giáo sư ở chỗ trường vợ tôi ấy, trường đảng, đã nghỉ hưu rồi, vẫn đang là chức danh phó giáo sư, nhưng nghỉ hưu rồi vẫn cố để làm cái để mà sắp phong cái danh hiệu lên thành giáo sư, mà trong khi đó là toàn các tùm lum tùm la lên những cái bài báo rồi là viết vân vân ở khắp nơi, tóm lại là gần như là giả. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là những cái thứ đó rất khó chứng nhận được. Chúng ta có ba cái thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra thế nào. Chính vì thế mà cái việc mà tước đi những cái danh hiệu, những cái huân chương, huy chương cả của cả nghệ sĩ và cả những quan chức ấy, thì đó cũng là cái phần để góp phần để mà họ phải tự biết bảo vệ những cái danh hiệu đó. Người ta đã nói rồi, thành lập nước thì dễ, giữ được đất nước mới khó. Chúng ta tưởng tượng như thế. Đó. Giữ nước còn khó hơn nhiều, và giữ được cái danh hiệu, giữ được những cái phẩm chất vốn quý của mình thì đó là một cái điều càng khó. Nghệ sĩ tôi nghĩ rằng là cũng phải tự xem lại chính mình trong cái drama này. Đừng nghĩ rằng là bởi vì là nhân quả rồi bà Phương Hằng bị như thế, mà cũng phải tự xem xét lại là bản thân mình cũng đã lệch chuẩn chưa, bản thân mình cũng đã bê chưa, hay là như nhà báo Hàn Ni hay nhà báo Đức Hiển, cũng thử tự xem rằng là mình có sân si hay chưa, và mình có cà khịa vân vân. Chiến thắng thì báo cáo các bác rằng là trong mọi cuộc chiến thì gần như là không có người chiến thắng đâu đó. Và có chăng ấy, có chiến thắng thì gọi là chiến thắng, nhưng mà cũng phải nếm trải những cái hy sinh, những cái mất mát, và những cái mất mát đó có thể nói rằng là rất khó có thể bù đắp được. Và trong mọi chuyện thì tôi mong rằng là mọi thứ nó ổn định, bình bình bình, thế giới này không còn quan tham nữa, không còn những nghệ sĩ lệch chuẩn nữa, không còn những thánh chửi như là CEO Phương Hằng hay là những YouTuber giờ khác nữa, thì tôi cũng nên dẹp kênh, đúng không ạ? Nếu mọi người vui vẻ với nhau thì khéo là tôi ngồi nhà, nếu mà thích làm YouTube thì tôi sẽ quay sang là tôi có thể là tám chuyện với các bác vân vân, với những cái chủ đề không đến nỗi tiêu cực, đúng không ạ? Đấy là cái mà mong muốn các nghệ sĩ khi mà đọc cái này thì tôi nghĩ rằng là với thông báo này thì cũng phải tự nên xem lại chính mình. Và cái việc mà luật thi đua khen thưởng đưa ra như vậy tôi cho rằng là rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn, đúng không?
Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.